các anh chị em và các bạn. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn về một cái sự thật kinh hoàng mà mình đã nhận ra được. Đó chính là chúng ta sẽ chết sớm, chúng ta sẽ chết rất sớm, từ 15 cho tới 20 năm. Khi mà chúng ta sống ở trong những cái đô thị lớn như thế này, những cái đô thị như là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay là Đồng Nai, hay là những cái đô thị vừa thì và nhỏ, thì chúng ta đều có nguy cơ chết sớm từ 15 tới 20 năm. Đó là bởi vì sao? Chúng ta rất là dễ bị mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo như là ung thư, viêm loét và xương khớp và suy yếu tất cả các nội tạng của chúng ta. Thì cái nguyên nhân là tại vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì hàng ngày chúng ta sống trong những cái đô thị lớn như vậy, chúng ta ăn quá chất, uống quá chất và hít quá chất. Thì thưa các bạn cũng biết rồi, chúng ta sống được là nhờ có ba cái thành phần cung cấp dinh dưỡng chính, đó là ăn, uống và hít thở. Thì mình xin trình bày với các bạn những cái mối nguy hiểm của cái việc ăn quá chất hiện nay. Thưa các bạn, hàng ngày các bạn ăn cơm, ăn gạo, ăn thức ăn, chúng ta đều ăn quá chất. Trong tất cả các loại gạo mà được bày bán ở những cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, những cái siêu thị nho nhỏ, kể cả những siêu thị lớn, họ đều tẩm ớt quá chất ở bên trong. Tùy theo cái hàm lượng cho phép nhiều hay ít, những cái cơ sở nhỏ lẻ thì họ sẽ ớt quá chất vào trong đó rất là nhiều. Thì cái cách họ ớt là họ trải gạo ra, họ trải gạo ra trên một cái sàn như vậy nè các bạn. Xong rồi họ lấy một cái bình xịt giống như thuốc trừ sâu đó, họ xịt lên trên qua lên gạo, xong rồi họ đảo đều lên, họ để cho nó khô, rồi xong họ đóng gói. Đó là cái cách làm thủ công của những cái cơ sở nhỏ lẻ. Còn những cái cơ sở công nghiệp thì họ sẽ làm khác, nhưng mà họ sẽ làm bằng cái dây chuyền. Do đó là tất cả các gạo được đóng gói đều được xịt hóa chất để mà bảo quản. Ngay cả cái kho gạo quốc gia cũng phải được bảo quản đúng cách thì mới để được 2 năm cho tới 3 năm, 4 năm. Còn nếu như mà bạn để gạo bình thường như thế thì sẽ rất là khó để mà giữ được cái độ ngon của gạo, và nó sẽ nhanh chóng bị ẩm mốc và mối mọt. Thì ngày hôm nay chúng ta ăn rất là nhiều cái thức ăn, hầu hết nó đều dùng hóa chất. Ví dụ như là bạn tới nhà hàng ăn các loại cá được ớp sẵn, những cái loại cá được ớp sẵn, và những cái loại mà cá như là chế biến thành chả cá hay là cá viên chiên hay là cá đông lạnh gì đó, hầu hết nó đều phải xử lý qua hóa chất để mà bảo quản. Những cái nguồn hàng của họ mang về thì hầu hết sẽ là những cái nguồn hàng từ các chợ giá rẻ. Khi mà các bạn ra các quán nhậu thì hoặc là những cái chợ hải sản á, thì các bạn sẽ mua được những cái loại mực, mực được tẩy rất là trắng. Thì mình cũng đã vài lần đi ra những cái khu chợ thì mình thấy họ đang ngâm mực ở trong những cái thau hóa chất rất là to. Thì con mực nó đen thui, nó hôi thối rất là ghê gớm. Thì khi bỏ vào trong hóa chất á, họ ngâm chừng khoảng vài tiếng đồng hồ thì đủ cái liều lượng, thì những con mực đen thui á, bầm tím đó, nó sẽ trở thành những con mực rất trắng, trắng đẹp cực kỳ. Và mình đi ra những cái vùng bãi biển cũng vậy nè, mình thấy những cái quán nhậu ven bãi biển người ta cũng ngâm mực trong những cái hóa chất như thế. Chính vì cái lý do đó mà khi các bạn ăn bất kỳ cái loại mà hải sản đông lạnh nào mà người ta đem về đây á, thì bạn phải biết rõ nguồn gốc. Chứ nếu không á, thì hầu hết nó được ngâm hóa chất một cách vô tội vạ, ngâm rất là nhiều đó. Thì bây giờ ví dụ như là bạn ăn khô đi, cái con khô, con cá khô mua ngoài chợ thì người ta cũng phải ngâm hóa chất để mà bảo quản được lâu. Thì con cá khô đó giống như một cái xác chết, tức là chúng ta đang ăn cái xác chết của động vật, mà cái xác chết đó được phơi khô rồi được để lâu trong không khí mà nó không bị phân hủy. Thì bạn thử nghĩ xem coi có cái cách nào để mà làm được như vậy không? Bằng những phương pháp thủ công thì bạn sẽ phải đóng gói, phải cách hút hết không khí ra. Còn đằng này là những cái loại cá khô như thế được bày bán ở trong chợ và để cho ruồi bâu, rồi con kiến bò lên trên đó, rồi các loại côn trùng nó bò lên đó, mà cái con cá khô nó vẫn rất là ngon lành mà nó không có bị phân hủy. Thì vậy người ta buộc phải
ướp tẩm vào những cái loại hóa chất để cho cái con cá khô nó không bị thối rữa. Đó. Và đương nhiên là cái phương pháp mà một số cơ sở họ cũng nói rằng họ làm họ làm không có hóa chất, họ làm tự nhiên, nhưng mà chúng ta cũng phải có tới cái cơ sở đó để quan sát thì xem coi như thế nào. Thí dụ như họ làm không hóa chất hoặc hóa chất ít thì họ cũng làm rất là bẩn hay như thế nào đó, thì bạn cũng phải là phải hiểu được là đằng sau đó là một cái vấn đề rất là kinh hoàng, chúng ta không thấy chúng ta ăn như thế thôi. Thì chúng ta phải giữ như là bây giờ chúng ta đi ăn phở đi, thì trong cái sợi phở ấy, nó cũng đã được đưa vào đó cái hóa chất để mà gọi là phormon gì đó ăn, thì các bạn cũng biết rồi, những cái loại hóa chất để mà tẩm ướp xác người để chi vậy, để cho cái sợi phở nó lâu thiêu, nó lâu bị hỏng. Còn cái nước lèo á, cái nước mà nấu phở á, nước nấu bún á, các bạn hay ăn á, thì cái nước đó người ta bỏ vào đó, ví dụ như một cái nồi người ta sẽ bỏ vào 1 kg hay là 2 kg bột ngọt mì chính, hoặc thậm chí bây giờ người ta dùng cả cái loại đường siêu ngọt. Cái đường siêu ngọt á, nó là được bày bán rất là nhiều loại, nó có những cái dạng giống như là bột viên nén nè, rồi dạng nước nè. Thì những cái loại đường siêu ngọt nó được giới thiệu là ngọt hơn đường bình thường từ 100 cho tới 200 lần. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần bỏ một vài viên nhỏ bằng ngón tay út thì cái đường này nó sẽ cho ra một cái khả năng gây tạo ngọt, gây ngọt mà gấp tới 200 lần cái đường thông thường. Như vậy thì bạn sẽ thử nghĩ coi những người buôn bán họ để chạy theo lợi nhuận thì họ sẽ phải mua cái đường gì, thay vì mua có cái đường quá chất như thế. Nó sẽ là nhanh và tiết kiệm hơn so với cái đường bình thường, thì họ tại sao họ lại không dùng đường quá chất. Như vậy là cái sự phát minh ra, cái sự hiện đại, cái sự mà tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong cái ngành quá chất của Trung Quốc, nó cũng đem tới cho cái con người của chúng ta nhanh chết. Một cái hậu quả đó là chúng ta nhanh chết bởi vì chúng ta đang bị nhiễm hóa chất thông qua cái con đường ăn, thông qua cái thức ăn của chúng ta, cái gì cũng nhiễm hóa chất. Ví dụ như bây giờ có đường siêu ngọt nè, rồi cái trà sữa trân châu nè, bây giờ giới trẻ thì rất là mê ăn cái loại mà trà sữa, thì hầu hết là cứ đi rủ nhau đi ra quán trà chanh nè, chém gió nè, trà sữa nè. Trà sữa thì phân ra nhiều loại, trân châu, đường đen, rồi trà sữa sô-cô-la, trà sữa truyền thống, rất là nhiều loại, là vô cùng bắt mắt. Một ly thì ở nhà quê bán rẻ rẻ thì 15 tới 20 nghìn một ly. Còn ở những cái đô thị lớn gần trung tâm sinh viên hay là quận nhất hay là quận 3 thì đó là tới 50 ngàn một ly. Nhưng mà những cái bác sĩ họ phân tích là cái hạt trân châu đó nó không có một cái giá trị dinh dưỡng gì cả. Và người ta cũng nói rằng những cái đường hóa học như thế là không có chuyển hóa được vào cơ thể. Nó sẽ vào cơ thể rồi nó sẽ đi ra, nhưng mà ngược lại nó sẽ làm cho những cái cơ quan nội tạng của chúng ta bị, một là bị sơ hóa, hay là teo, hay là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đào thải thông qua gan thận như thế thì rất là nặng nhọc cho các cơ quan nội tạng của chúng ta. Rồi chúng ta hàng ngày chúng ta vô tình chúng ta sẽ là những cái con heo tạo nạc của những cái nhà nuôi heo, những cái trang trại nuôi heo, và họ biến chúng ta thành những con heo tạo nạc. Tại sao? Tại vì hàng ngày chúng ta ăn thịt heo tạo nạc mà. Chúng ta ăn thịt heo mà khi mà cái con heo đó được nuôi thì lúc nào nó cũng được ăn bởi một cái cám lợn. Ha, con lợn á, mình đang nói cái con lợn đó các bạn. Miền Nam nó gọi là con heo, người Bắc con lợn. Thì cái con heo, cái con lợn nó được ăn cái cám lợn, và trong giai đoạn cuối cùng nó sẽ được ăn thêm một cái loại hóa chất tạo nạc. Thì cái lượng hóa chất tạo nạc đó tồn dư ở trong cái thịt con lợn thì mình ăn. Thịt lợn thì mình cũng vô tình mình sẽ thành một cái con lợn. Thế nhưng mà ngược đời một cái là rất là khôi hài là chúng ta không tạo ra được nạc, tiêu hóa mỡ đi, mà ngược lại chúng ta đang bị cái gì? Chúng ta đang bị cholesterol nhiều quá, chúng ta đang bị béo phì. Càng ngày chúng ta càng béo phì ra là bởi vì ăn những cái hóa chất độc hại này. Đây, thưa các bạn, hầu hết bây giờ là những cái người Mỹ họ cũng đã tăng cân lên rất là nhiều, từ 70-80 kg cho tới 100 kg trở lên. Có nghĩa là họ ăn thức ăn nhanh fast food rất là nhiều, thì chiên xào nấu nướng bằng những cái loại dầu ăn. Thì nói tới cái dầu ăn thì bạn có khi nào bạn nghe tới một cái gọi là dầu ăn cống rãnh chưa?
Nếu như bạn nào chưa có nghe tới cái khái niệm mà dầu ăn lấy từ cái lỗ cống lên thì bạn làm ơn lên internet tìm hiểu là dầu ăn cống rãnh, thì bạn sẽ được biết một cái phương thức chế biến dầu ăn bằng cách là sẽ có một vài cái người giống như là kiểu như là người ta là giống như là đi hút rác á, người ta đem một cái thùng phi to, người ta để kế bên cái cạnh của cái miệng cống ở kế bên cái nhà hàng, người ta mới vớt những cái cặn bã, những cái bọt ở trên cái mặt nước đen kịch của cái nước xả thải ở trong những cái nhà hàng lớn, người ta mới đem về, người ta mới nấu lại, ta lọc lại thì ra được một cái loại dầu để mà bán ra thị trường để chúng ta chiên xào nấu nướng. Thì cái loại dầu ăn cống rãnh đó được sản xuất rất là nhiều ở bên Trung Quốc, thì họ đem qua bên Việt Nam mình họ bán rất là rẻ. Thì bạn ăn cái dầu ăn cống rãnh nó được áp dụng cho những trường hợp nào? Những cái người bán cá viên chiên, những cái người bán bánh tiêu, những cái người chiên cá, chả giò, chả lụa lung tung beng họ làm ở ngoài chợ, thì họ phải mua dầu ăn cống rãnh để họ chiên cho bạn ăn thôi. Chứ bây giờ nếu mà bạn đi mua những cái người thương gia, những cái người kinh doanh đó mà họ mua những cái loại dầu mà có thương hiệu thì làm sao mà có lời các bạn. Lại nữa là người ta chiên, ví dụ như hôm nay chiên xong rồi còn dư để ngày mai chiên tiếp, và ngày hôm sau chiên tiếp, chiên cho tới khi nào nó cạn thì lại châm thêm, chứ đâu có ai mà đổ cái dầu cạn đó. Mà cái nguyên tắc bác sĩ khuyên là chiên một lần rồi bỏ, không có chiên lại, nhưng mà họ là không có làm như vậy. Thực tế nó khác xa với lại lời của bác sĩ khuyên. Vậy thì cái dầu ăn cống rãnh là một trong những cái thứ dầu ăn rất là kinh khủng. Rồi bạn đi ăn phở, ở những cái quán phở thông thường người ta sẽ cho bạn ăn tương ớt với lại tương đen. Thì cái tương ớt với tương đen này bạn nghĩ coi cái chi phí để mà làm ra nó như thế nào mà người ta bán một cái bình 5 lít chỉ có 20.000 đồng thôi. Một cái bình 5 lít như vậy chỉ có 20.000 đồng thôi, thì bạn nghĩ coi vốn ở đâu, lãi ở đâu, tiền bình ở đâu, tiền vận chuyển ở đâu. Thì như vậy là rõ ràng là bạn ăn một cái thứ gì đó rất là kinh khủng, chứ không phải là tương ớt, cũng không phải là tương đen. Vậy thì nói tới cái vấn đề ăn uống thì mỗi ngày chúng ta ăn rất là nhiều, ăn rất là nhiều thuốc trừ sâu, ăn rất là nhiều thuốc vi sinh, ăn rất là nhiều chất tạo nạc, ăn rất là nhiều những cái loại đường hóa học, những cái loại kích thích tăng trưởng khiến cho trẻ em thì dậy thì sớm, rồi là thanh niên thì mọc râu sớm, nhanh phát triển, nhanh là dậy thì, và những người trung niên trở lên thì tới gần 40 tuổi thì đã bị rối loạn nhiều cái chức năng ở trong cái cơ quan nội tạng. Và mình xin nói tới cái phần thứ hai, đó là cái hậu quả của cái việc mà chúng ta uống quá chất mỗi ngày. Bây giờ thí dụ như mỗi lần mà mình đi du lịch ở xa đó, thì mình sẽ thường là có cái thói quen là mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều cái chai nước. Cái chai nước mà mình lọc từ cái máy nước tốt y tế, từ cái máy nước tốt y tế Kangen của Nhật Bản á, thì cái công nghệ này nó tạo ra cái loại nước là có sự điện giải, tạo ra những cái nguồn ion, tạo ra cái năng lượng tốt để mà chuyển hóa quá các loại chất dinh dưỡng vào trong cơ thể và đưa vào máu rất nhanh. Thì mình sẽ mang theo khoảng chừng 20 lít hay là 30 lít nước như vậy, mình uống từ từ trong cái quá trình mình đi chơi, đi xa, đi du lịch. Nhưng mà còn các bạn thì sao? Khi mà các bạn đi xa, đi chơi, đi du lịch hoặc là hàng ngày các bạn uống những cái thứ gì? Bạn uống nước từ trong cái vòi nước thủy cục nhà máy nước cấp cấp cho bạn, hay là bạn uống nước ngọt, trà xanh, C2 hay là không độ, hay là xì tin, hay là bò hút, bò cụm? Những cái loại đó là cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe mà các bạn không có biết các bạn uống đó. Bạn có biết là một cái nước ngọt được đóng chai, các loại trà xanh đó, các loại trà xanh đóng chai hay là các loại nước ngọt đóng chai hay là trà bí đao các loại đó, thì cái chi phí sản xuất tại nhà máy chưa tới 1-2 ngàn đồng thôi, chưa tới 1 ngàn, chưa tới 2 ngàn đồng. Vậy mà họ bán ra thị trường với giá 10 ngàn đồng khi mà họ ấp lần. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem coi là với những cái loại trà xanh, trà sữa linh tinh đó mà họ bán cho mình 10 ngàn, vậy thì cái chất lượng ở chỗ nào, lời lãi ở đâu mà họ sản xuất tại nhà máy có 2.000 đồng, 1.000 đồng tới 2.000 đồng họ bán ra như vậy. Vậy thì nó toàn là hóa chất thôi thưa các bạn. Các bạn thử nghĩ coi, người ta phải mua trà về để nấu, rồi mua táo về để nấu, để lọc, làm cả một cái dây chuyền như vậy mà đem bán có 10.000, thì một cái chai như vậy làm sao? Bạn sai cái sinh tố thôi cũng đã mấy cái quả táo rồi.
Thì những cái loại nước mà hàng ngày các bạn uống đó là cái gì? À, các loại trà xanh về hóa chất, các loại nước đóng chai có ga, hay là các loại như là Coca hay Pepsi, hay là những cái loại như bọt hút, bọt cụng, hay là những cái loại như là có nhiều người cẩn thận thì mua trà đó, chè mà ta đóng hộp và đem về đó, thì các bạn là mua những cái loại thương hiệu tốt thì yên tâm. Nhưng mà có những cái quán cơm bình dân đó, người ta sẽ đi mua những cái xác trà, có những cái nơi cơ sở mà sản xuất trà đó, người ta đi tới những cái khu nhà hàng lớn hoặc quán ăn lớn đó, người ta mua thu gom cái xác trà mà người ta vứt đi đó, mua về để phơi khô, sấy khô rồi đem tẩm lại cái hóa chất hương liệu trà vào đó, và sau đó bán lại cho những cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như quán cơm bình dân để người ta pha trà cho những cái khách uống miễn phí. Thì như vậy là trà mà người ta cũng đem về, người ta mua cái xác vứt đi rồi người ta đem về người ta làm vậy, thì bạn nghĩ coi là bây giờ bạn có còn yên tâm để mà uống cái trà mà người ta pha cho bạn miễn phí ở ngoài đường không? Rồi lại nữa, bây giờ bạn uống nước thì cái nước mà bạn đang uống tính là cái hóa chất clo người ta bỏ vào ở trong cái hồ bơi đó, thì cái nhà lọc nhà 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 máy nước đó, thì người ta phải làm sao, phải bỏ cái clo với cái nồng độ cao vào ở trong cái lượng nước mà rút từ những con sông Đồng Nai lên. Thì bây giờ cái con sông Đồng Nai bạn ra bạn đó bạn có dám tắm không? Nếu mà bạn nào nói là tôi rất là thích tắm sông Đồng Nai, bởi vì nước sông Đồng Nai nó rất là sạch, nó rất là trong, nó rất là đẹp, thì đó là một sự kêu bằng mà vô cùng là nguy hiểm. Và bây giờ ngày hôm nay bạn đi ra sông Đồng Nai bạn nhìn nó đen kịt, nó dơ bẩn. Nước sông Đồng Nai thì nước đó từ đâu ra? Từ thượng nguồn chảy về, từ sông lớn chảy về, từ biển chảy về, nhưng mà một nửa trong số đó là từ các đường cống rãnh, từ những con sông như con Thị Nghè, từ những cái đường mương thoát nước, những cái nhà cầu, những cái bồn cầu, những cái công trình rỉ sét, những cái tàu thuyền, và thậm chí có rất là nhiều nhiều người họ bỏ vứt rác cống rồi chuột chết rồi thậm chí là xác chết, cũng như là phân, phân người, cũng như là phân bón, hay là bất cứ cái thứ gì mà họ không biết dùng ở đâu thì họ sẽ đem vứt xuống sông. Vậy thì bây giờ cái con sông nó đã trở nên ô nhiễm kinh khủng như vậy thì người ta phải xử lý nước bằng cách nào? Thông qua các hệ thống lọc đương nhiên, nhưng mà để gia tăng cái độ khử phèn, khử chua, khử vi khuẩn thì buộc lòng phải bỏ nhiều cái cờ lo, mà cái cờ lo nó còn cái dư lượng rất là cao ở trong cái nước uống thủy cục mà bạn đem ra bạn nấu ăn để bạn uống, thì chắc chắn bạn sẽ bị cờ lo nó xâm nhập vào da, vào cơ thể, vào nội tạng, vào máu. Thì lúc bây giờ cái cờ lo nó phản ứng với lại cái gì, cái iốt, nó làm cho mất iốt. Khi khi mất iốt thì cái não của chúng ta không còn thông minh nữa, con người chúng ta sẽ bị đần từ từ càng ngày càng đần, càng già càng lú lẫn. Thưa các bạn, cái sự nguy hiểm của cái nước uống có cờ lo là như vậy. Nếu mà các bạn không có tin mình nói là nước uống có cờ lo á, thì mỗi sáng á, bạn hãy thử ngửi cái mùi nước đi, và bạn đi ra cái hồ bơi á, bạn nói rằng là bạn bạn rất là thích bơi để mà tăng cường sức khỏe, nhưng mà bạn bơi càng nhiều cái cơ của bạn á, nó khỏe ra được, nhưng mà cái da của bạn bị nhiễm cờ lo rồi, cờ lo nó sẽ xâm nhập vào đường mũi của bạn, vào đường họng của bạn, làm cho bạn uống nước cờ lo trong cái hồ bơi và bạn sẽ bị viêm họng, và sẽ bị viêm xoang amidan hay các loại gì, nói chung là đường đường hô hấp của bạn là sẽ bị có vấn đề ngay. Như vậy là bạn nào có điều kiện thì làm cái hồ bơi, nhưng mà rất ít ai mà có khả năng làm hồ bơi ở nhà lắm, thành thử ra là phải đi bơi ở hồ bơi công cộng. Mà bây giờ cái hồ bơi công cộng đó bạn nghĩ nó to đùng như thế thì làm sao người ta có thể mà thay nước thường xuyên, bây giờ phải bơm nước dưới giếng lên à, hay là phải bỏ nước thủy cục vào, thì như vậy thì rất là tốn nước, cho nên buộc lòng ta phải làm thêm một cái hệ thống lọc. Tất nhiên là mỗi hồ bơi nó phải có cái hệ thống lọc, nó sẽ rút nước liên tục và nó lọc ra, và phải bỏ thêm cờ lo vào đó để cho nó làm cho cái nước hồ bơi nó trong. Đấy là cái lý do vì sao mà bạn thấy bạn đi bơi á, thì cái mùi cờ lo ở trong cái hồ bơi nó rất là nồng nặc. Nếu như mà bạn có muốn biết được cái sự thật về cái cờ lo đó thì bạn hãy lên mạng internet, bạn sẽ gõ cái từ khóa là hướng dẫn cách bỏ cờ lo vào hồ bơi an toàn hiệu quả, thì bạn sẽ thấy người ta sẽ hướng dẫn cho cái khách hàng là những chủ hồ bơi rằng là bỏ cái lấy cái ca nhựa nha, mang bao tay nhựa vào, lấy cái ca nhựa múc cờ lo bỏ vào trong cái xô rồi lấy nước khuấy đều,
đừng có tiếp xúc tay trực tiếp vào cờ lo. Nhà sản xuất dặn như vậy, căn dặn các chủ cửa cơ sở như vậy. Sau đó múc lấy cái ca có cái cán, múc nước có pha cờ lo ở trong cái xô rồi đem tưới rải khắp mặt hồ. Và khi tưới thì đừng có đứng dưới gió, tức là đừng có đứng dưới gió để cho gió thổi vào người mình để mà hít phải cái mùi cờ lo. Vậy mà cái người sản xuất cũng như là cái người chủ cơ sở kinh doanh họ sợ cái mùi cờ lo như vậy, nhưng mà họ lại bỏ cái cờ lo đậm đặc vào trong cái hồ bơi để cho bạn nhào xuống đó, bạn bơi, bạn uống nước cờ lo, bạn hít nước cờ lo, bạn ngậm nước cờ lo và bạn tắm trong nước cờ lo đầy người như vậy. Thì bạn nghĩ xem coi là bây giờ bạn có dám để đi bơi nữa không? Mình nói là bạn uống các loại nước nhiễm phèn có, nhiễm mặn có, kim loại nặng có, hóa chất độc hại từ các nhà máy công nghiệp có. Vậy thì bây giờ làm thế nào? Bạn phải tự bảo vệ mình bằng các hệ thống lọc, bằng máy xử lý nước hiện đại, đắt tiền, nhưng mà bạn phải tìm hiểu kỹ thương hiệu. Riêng mình thì mình sử dụng hệ thống lọc, rồi xong rồi qua cái hệ thống nước điện giải để mà tạo ra cái nước tốt y tế để mình uống. Để mà đảm bảo cho cái nguồn nước của bạn uống thì bạn cũng phải đun sôi, rồi bạn phải qua cái hệ thống lọc, rồi phải qua hệ thống xử lý nước. Như ở các đô thị bạn không thể khoan giếng thì bạn phải dùng cái bộ lọc để lọc sạch cái cờ lo trước khi đưa vào cái bồn inox. Thì như vậy là nước ở trong cái bồn inox đó đã được lọc sạch cờ lo rồi, thì khi đó bạn tắm thì cờ lo nó sẽ không thấm qua da. Bạn dùng để nấu ăn nó sẽ không có đi vào cơ thể của bạn. Như vậy sẽ đảm bảo được cái an toàn. Và đương nhiên ở trong nước đó sẽ có rất là nhiều cái kim loại nặng. Người ta cũng lọc đấy nhưng mà sẽ không hết đâu, không thể nào hết được. Và để đảm bảo cho cái đường ống luôn sạch sẽ, không bị nhiễm khuẩn, thì người ta sẽ bơm nhiều cờ lo hơn. Để chi? Để cho những cái đường ống dẫn nước đó nó được đảm bảo là nó tuyệt trùng, nó được diệt sạch vi trùng. Bởi vì đường ống là lúc nào cũng có rò rỉ, người ta phải bơm áp lực mạnh vô để cho nó xì ra chứ không có được trồi vào. Đó thì như vậy là những cái chỗ mà nó trồi vào thì trong đó thì rất là nhiều cái bẩn dơ. Đấy thì đó là lý do tại sao mà ở trong nước sẽ có rất là nhiều cái cờ lo. Rồi thì vấn đề thứ ba là chúng ta đang nói về cái vấn đề đó là hít thở. Thưa các bạn, chúng ta hít thở không khí là chúng ta hít hàng ngày, chúng ta hít thở không khí, nhưng mà chúng ta cứ tưởng đó là không khí. Thực ra ở trong đó là rất là nhiều, khoảng mấy chục phần trăm đó là khói xe, khói từ các động cơ xe gắn máy, động cơ xe ô tô, xe tải, nói chung là xe cơ giới đó các bạn. Rồi là bạn hít phải những cái loại khói từ các nhà máy công nghiệp nặng, rồi là bạn hít phải những cái loại là hóa chất từ những cái nhà máy sản xuất hóa chất. Thì như vậy là vô hình dung đó, là chúng ta hít đủ thứ loại. Ngoài ra chúng ta còn chưa cảm thấy đủ nữa, chúng ta còn phải hít thêm là thuốc lào nè, hít thêm thuốc lá nè, rồi chúng ta hít cần sa, thuốc phiện, thuốc lào, thuốc lắc, rồi những cái loại mà ma túy đá nó rất là nhiều. Thành thử ra là chúng ta hít rất là nhiều những cái loại hóa chất độc hại vào trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của chúng ta càng ngày nó càng trở nên bi đát. Và chúng ta sẽ nhận ra cái điều đó khi chúng ta ở tuổi 40 trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy sức khỏe của chúng ta xuống cấp rất là nhanh chóng, nó không còn dẻo dai và khỏe mạnh như bình thường nữa. Thật là nguy hiểm. Như vừa rồi mình đã trình bày với các bạn là mình hàng ngày mình nạp vào cơ thể của chúng ta những cái loại hóa chất độc hại mà chúng ta không thể nào tránh khỏi thông qua ba cái con đường, đó là đường ăn uống, đường ăn, đường uống và đường khí thở. Chúng ta cảm thấy là thực sự là cái cơ thể của chúng ta nó quá quá tuyệt vời, bởi vì nó chịu đựng như thế từ cái năm chúng ta 1 tuổi uống sữa công thức cho tới cái năm 40 tuổi chúng ta mới nhận ra được cái điều đó thì khá là muộn. Và đương nhiên những cái hậu quả mà chúng ta cảm thấy đó là cái gì? Chúng ta sẽ cảm thấy xuống sức về sức khỏe. Chúng ta cảm thấy là chúng ta hàng ngày chúng ta ăn được những cái hóa chất mà nó dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng hóa chất độc hại nó tăng từ 10 cho tới 100 lần mà chúng ta vẫn cứ ăn uống hàng ngày một cách vô tư lự. Thì như vậy là mình nói rằng là hiện nay chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường mà chúng ta bị hóa chất bao vây, thập diện mai phục, tứ bề thọ tử.
Chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà chúng ta bị báo hóa chất nó bao vây mọi mặt luôn, chúng ta không có thoát được cái đường nào hết. Bây giờ chúng ta muốn trồng rau sạch thì phải leo lên sân thượng, mà nhiều nhà thì không có sân thượng để trồng, trồng cũng không đủ ăn, sân thượng nhỏ quá, nước thì bị clo, không khí thì bị ô nhiễm. Vậy thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Thì cái giải pháp trước mắt của Dương Lễ là mình không còn cách nào khác, mình buộc phải bỏ nhà cao cửa rộng ở Sài Gòn, chúng ta phải buộc lòng chúng ta phải lên cao nguyên để mua đất xây nhà xây cửa, làm trang trại nghỉ dưỡng, tự cung tự cấp, trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, trồng trái cây, rau củ quả. Như vậy thì chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn nước. Chúng ta chủ động như thế nào? Chúng ta khoan giếng ở cái độ sâu 100 tới 200 mét, sau đó chúng ta dùng những cái hệ thống lọc hiện đại, rồi chúng ta lại dùng những cái loại máy để xử lý kim loại nặng, để xử lý phèn, xử lý là hóa chất độc hại, xử lý ô nhiễm, rồi sau đó chúng ta dùng thêm cái máy xử lý nước tốt y tế để chúng ta tạo ra cái nước điện giải, cái nước ion chúng ta uống hàng ngày để tăng cường cái sự trao đổi chất đối với cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ ăn gạo lứt, chúng ta sẽ ăn gạo không hóa chất bằng cách là chúng ta thu mua trực tiếp từ những người dân tộc, hoặc là chúng ta sẽ mua từ những cái cơ sở, những cái siêu thị lớn mà chúng ta đảm bảo được đó là những cái nguồn hàng tốt, nguồn hàng xịn. Rồi chúng ta phải dùng cái gạo đó ta bỏ vào trong cái nước tốt y tế để chúng ta cho gạo, thì chúng ta sẽ xử lý lại thêm để mà lọc hết cái hóa chất, chất bảo quản ra. Rồi rau củ quả thì chúng ta trồng, chúng ta không phải lo, bởi vì chúng ta chỉ có tưới nước thôi, chứ chúng ta cũng không có dùng cái loại phân bón nào hết, chúng ta cũng không có phải xịt thuốc trừ sâu nữa, nên là chúng ta chỉ cần rửa sơ thôi là ăn là tuyệt vời rồi. Thưa các bạn, bây giờ nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục ở lại những cái thành phố lớn như vậy, công nghiệp quá, hiện đại quá, chúng ta bảo rằng nó vui lắm, nó phồn hoa, náo nhiệt lắm, nó sang lắm, nó tuyệt vời lắm, nhưng thế nhưng mà chúng ta phải trả giá rất là đắt. Đó là chúng ta phải trả giá bằng cái tuổi thọ của chúng ta từ 15 cho tới 20 năm, để rồi chúng ta mang rất là nhiều cái trọng bệnh ở trong cái cơ thể. Người thì bị xơ gan cổ trướng, người thì bị viêm đường hô hấp, người thì bị ung thư, người thì bị mạch máu, cao huyết áp, người thì bị cột sống, đĩa đệm, người thì bị thấp khớp, người thì bị là cắt amidan, người thì là coi như là chết vì những cái bệnh ung thư mà cũng không biết là vì sao. Vậy thì nếu như mà bạn quay trở về với thiên nhiên, chúng ta sẽ bỏ phố lên rừng, thì các bạn hãy gia nhập cái cộng đồng bỏ phố lên rừng của mình, để mà cùng với nhau về vùng ngoại ô của Đà Lạt, xứ sở sương mù, thành phố ngàn hoa. Chúng ta sẽ sống ở đó một cách bình yên, và chúng ta sẽ an nhàn, chúng ta sẽ sống một cách thư thả, không phải bon chen danh lợi, không phải là cập rập, và chúng ta cũng sẽ không có phải là nhức đầu nhức cổ, hàng ngày phải là bị những cái áp lực của công việc, bị xì tép, khói bụi, ồn ào, náo nhiệt, căng thẳng. Nếu như mà bạn thắc mắc thì về bỏ phố lên rừng thì chúng ta sẽ tự cung tự cấp được những cái gì? Thì có rất là nhiều thứ chúng ta có thể tự cung tự cấp. Ví dụ như là bạn có một cái trang trại thì bạn sẽ trồng rất là nhiều cái loại trái cây có cái giá trị kinh tế cao, như là bơ nè, rồi mít nè, mắc ca nè, hay là những cái loại như là bưởi, vân vân. Thì tùy theo mỗi cái sở thích và cái khả năng của bạn thì bạn trồng những cái loại cây, những cái loại trái cây như thế. Thì khi mà thu nhập với cái số lượng lớn thì bạn sẽ có được cái thu nhập từ cái loại, những cái loại trái cây đó, và chúng ta sẽ đi đổi lấy thức ăn. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ, bên cạnh đó chúng ta sẽ có trồng rau củ quả, các loại dưa leo, dây mớp, các loại tất tần tật, và chúng ta có thể là nuôi gà hoặc là có đào ao để nuôi cá. Thì bạn chỉ cần nuôi gà với nuôi cá thôi, là hai cái loại này thì bạn cũng đã có thu nhập khá rồi. Bạn có thể là dùng cái thịt gà và có thể là thịt bắt cá lên để mà chế biến thành những cái món ăn, hoặc là những cái người mà các vị tu sĩ thì họ có thể ăn chay trường, thì họ cũng đâu có cần tới là thịt động vật, cho nên là bạn hoàn toàn có thể khỏe mạnh
mà không có phải lo lắng nhiều về cái vấn đề là cơm áo gạo tiền nữa. Còn nhưng mà thí dụ như mà bạn có được một cái nguồn thu nhập thụ động từ một cái kênh thu nhập nào đó, thí dụ như là cho thuê bất động sản, rồi cho thuê nhà cửa, hay là cho xưởng, hay là xe ô tô, hay là bạn có sở hữu những cái tác phẩm về văn học nghệ thuật, bạn cho thuê bạn bán ra, hay là bạn là một cái nhà sáng tác, thì bạn có thể là rảnh có thời gian bạn sẽ tiếp tục cái công việc đó một cách là thư thả, xen kẽ vào mà thôi, không cần phải quá bận rộn bận tâm. Và đương nhiên trong thời gian tuổi trẻ của bạn, bạn cũng đã tạo lập được một cái khoản sự nghiệp rồi, bạn hoàn toàn có thể đem cái những cái tài sản đó bạn cho thuê lại để mà có được một cái nguồn thu nhập thụ động, có thể là ít 2-3 triệu, hay là 20 triệu, hay là 50 triệu gì đó, thì nhưng mà cái đó là hoàn toàn có thể đáp ứng cho một cái chi phí cho một cái gia đình của bạn rồi, bạn không cần phải lo toan về vấn đề đó nữa. Và lời cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Đó là hiện nay chúng ta phải nhận ra một cái điều là vì cái miếng cơm manh áo gạo tiền, vì cái công lợi, công danh sự nghiệp, vì để chứng minh rằng chúng ta phải là một người thành công, chúng ta phải bôn ba bỏ xứ để mà đi lên những cái đô thị lớn, để rồi chúng ta luôn luôn hàng ngày nạp vào trong người những cái loại hóa chất độc hại bằng ba cái con đường chính yếu, đó là ăn hóa chất, uống hóa chất và hít hóa chất mỗi ngày, khiến cho chúng ta giảm thọ. Thưa các bạn, hiện tại cái phong trào bỏ phố lên rừng để mà sống ở trên cái khu vực cái cao nguyên đầy hoa thơm cỏ đẹp, cũng như là cái không khí mát lạnh và trong lành thì rất là đông. Dương Lễ hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau kết giao làm bằng hữu, chiến hữu anh em, rồi cùng nhau lập xóm lập ấp làm đường để mà cùng nhau cất ra những cái khu biệt thự, những cái ngôi nhà gỗ, hay là những cái khu homestay để mà chúng ta nghỉ dưỡng, hoặc là chúng ta sinh sống định cư cố định ở khu vực ven thành phố Đà Lạt để mà an nhàn nghỉ dưỡng. Thì Dương Lễ chúc cho các bạn thành công khi mà chọn cho được mình được một cái mảnh vườn để mà lập ra một cái trang trại để nghỉ dưỡng. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Các bạn hãy bấm chuông thông báo, like, subscribe để lần sau có cái video mới thì cái chuông thông báo nó sẽ báo cho các bạn về cái video mới mà mình phát hành. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.